Thanh Tùng Hàng Bãi xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác 10 sản phẩm này, trong đó có 3 cặp noa và 7 con âm ni, mặt mũi bao đẹp và tình trạng ruột gan thì bao zin 100%. Em đã test và hoạt động bình thường. Và hôm nay em cũng nhân những cái ngày đầu tháng vẫn tri ân và chia sẻ cho các bác một cái mức giá cực kỳ là yêu thương. Đấy, những con âm ni chỉ nhỉnh hơn 2 triệu một chút. Và tiếp là có một con âm ni em sẽ thanh lý cho các bác giá chỉ có 1 triệu. Đấy, chỉ có 1 triệu thôi các bác nhé. Và những cặp noa này các bác cùng ngắm này cũng còn rất là đẹp, bao xuất sắc. Và hôm nay em cũng đang tri ân cho các bác những cái mức giá cực kỳ là ưu đãi. Và các bác xem video của em Tùng Audio chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc, cho em Tùng một nút like, một nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và cũng không để các bác chờ lâu, em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên là một con Technic, model của nó là SU7325 mã các bác nhá. Mặt mũi thì bao cho các bác không một vết trầy này. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Đúng như video đang quay đây, các bác cùng tham khảo này. Mặt mũi thì còn rất là đẹp, đẹp keng xà beng luôn. Và có hai cái đồng hồ vu vảy này, các bác cùng ngắm ạ. Rất là đẹp ạ, đánh cho một cầu noa riêng biệt các bác nhá. Có tính năng nâu nớt chỉnh trên máy này. Tất cả mặt mũi thì bao zin, bao không trầy xước này. Và em quay tiếp ruột gan. Đấy, các bác cùng ngắm ruột gan này. Mên vỉ thì cũng còn đẹp miễn bàn rồi, các bác cùng tham khảo này. Những con âm ni mên vỉ thì cũng đẹp miễn bàn. Và chơi cho 4 con sò than các bác nhá. 4 con sò than. Những con 7300 này thì em dám cam kết với các bác chất âm là cực kỳ là hay rồi. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Cục tăng phô và hai tụm nọc nguồn. Mên vỉ thì bao đẹp xuất sắc. Sắt xi này các bác cùng ngắm này, còn chưa có một vết rôm rỉ. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Tuyến hậu còn quá đẹp, quá mới luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, còn rất chi là mới ạ. Model của nó là Technic SU7325 mã này. Điện 100V, công suất 115W. Đấy các bác cùng tham khảo. Và đánh cho một cầu loa là từ 4 đến 16 ohm các bác nhá. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Những con âm ni tầm tiền bình dân. Đấy, chỉ nhỉnh hơn 2 triệu một chút thôi. Là các bác đã sở hữu được con 7325 mã. Mặt đẹp xuất sắc, chất âm cực kỳ hay. Đấy, và em cũng chia sẻ luôn cho đầu video một mức giá là 2 triệu 400k cho con Technic SU7325 mã. Đấy, những bác nào chốt trước rồi thì các bác cũng thông cảm nhá. Tại vì em tri ân cho các bác những cái ngày đầu tháng này. Đấy, đợt trước này em đang bán những con này là 2 triệu 8. Nhưng mà hôm nay ngày mùng 2 vẫn gọi là ngày đầu tháng, em tri ân cho các bác một cái mức giá là 2 triệu 400k. Đấy, các bác cùng tham khảo ạ. Một con âm ni Technic ạ. Và tiếp tục là một con Technic này SU7725 mã. Chơi cho 4 con sò sắt, chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Cũng có hai cái đồng hồ vu vảy này. Cũng đánh cho A, B riêng biệt và đánh cho cả A và B các bác nhá. Có tính năng nâu nớt chỉnh trên máy này. Mặt mũi thì các bác cùng ngắm này. Nó còn quá mới luôn, mới xốp xùm xộp luôn này. Đấy, mặt mũi thì không có một vết trầy. Đấy, các bác cùng tham khảo. Còn quá đẹp luôn. Mặt mũi thì bao zin, ruột gan thì bao zin, mặt mũi thì bao đẹp cho các bác ạ. Và em quay tiếp tuyến ruột gan này. Các bác cùng ngắm mên vỉ ạ. Còn quá là đẹp luôn, sắt xi 7 màu này. Các bác cùng ngắm ạ, chưa có một vết rôm. Và chơi cho 4 con sò sắt này, nguyên zin nguyên bản 100% luôn. Đấy, các bác cùng tham khảo. Còn quá mới, quá đẹp luôn đấy ạ. Và mên vỉ bên này này, cục tăng phô rất là lớn. Và hai tụ nọc nguồn này, các bác cùng ngắm này, to đúng như non bia luôn. Đấy, đây là vết keo để dính cái bông này đấy các bác nhá. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Đấy, các bác cùng ngắm này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Tiếp tuyến hậu còn rất chi là mới các bác nhá. Còn rất chi là mới. Em đã test và hoạt động bình thường, chất âm cực kỳ hay cho 4 con sò sắt này. Model của nó là Technic này, SU7725 mã. Điện 100V, công suất là 155W. Đấy, Made in Japan. Đánh cho A, B riêng biệt là từ 4 đến 16. Và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16. Các bác cùng tham khảo này. Những con Technic SU7725 mã. Đấy, và hôm nay là cái ngày mùng 2 đầu tháng, em cũng tri ân cho các bác một cái mức giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy, cực kỳ là yêu thương. Đấy, các bác nghe và tham khảo một mức giá là 3 triệu 800k, 3 triệu 800 cho con Technic SU7725 mã. Và những bác nào chốt trước rồi cũng rất thông cảm cho em, rất thông cảm cho em. Đấy, hôm nay là ngày đầu tháng nên em tri ân. Đấy, để gửi đến cho các bác những con Technic mặt mũi đẹp, ruột gan zin. Đấy, chất âm cực kỳ hay. Và tiếp tục là những con Onkyo này. Những con Onkyo mặt đen. Đấy, model của nó là 817RS. Đấy, công suất thì cũng đến 180W gì đấy ạ. Các bác cùng ngắm ạ, chất âm thì cực kỳ là hay. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá.
Đấy, có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Mặt mũi thì cũng bao cho các bác không một vết trời. Đấy, dù chỉ vết lông mèo thôi nhá các bác nhá. Này, tem vàng này, các bác cùng ngắm ạ, 817RS. Các bác cùng tham khảo những con âm đi rất chất âm rất là hay luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Mặt mũi cũng còn rất là đẹp ạ. Và em quay ruột gan này, chi tiết từng ruột gan cho các bác này. Đấy, mên vỉ thì còn rất là đẹp luôn. Ruột gan thì chưa có nâu dọn gì, còn nguyên bụi bông các bác nhá. Còn nguyên bụi bông này. Đấy. Các bác cùng tham khảo. Và chơi cho 4 con sò than, 4 con sò than sang ken 2 vít các bác nhá. 4 con sò than sang ken 2 vít. Các bác cùng tham khảo này. Cục tăng phô rất là lớn này. Đấy, các bác cùng ngắm này, cục tăng phô nó còn quá mới luôn. Đấy, và hai tụ nọc nguồn này. Mên vỉ thì còn rất là đẹp. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Model của nó này là Onkyo 817RS. Điện 100V, công suất là 175W các bác nhá. Đánh cho AB riêng biệt này từ 8 đến 16 ohm. Đấy, và đánh cho A cộng B là từ 16 đến 32 ohm thì phải ạ. Từ 8 đến 16 này, từ 12 đến 16 các bác nhá, từ 12 đến 16. Đấy, các bác cùng tham khảo ạ. Những con âm ni rất là đẹp, chất âm cực kỳ hay. Đấy. Ruột gan thì zin 100% luôn. Đấy, tình trạng thì cũng đang hoạt động bình thường. Bao cho các bác không có một vết, không có một nỗi nầm nào nhá. Và hôm nay em để cho các bác một cái mức giá cho con 817RS Onkyo 817RS, một mức giá là 2.700.000. Đấy, các bác cùng tham khảo ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và tiếp tục là những con âm ni này. Onkyo, model của nó là 817XD các bác nhé, 817XD này. Đấy, các bác cùng tham khảo. Mặt mũi thì cũng bao cho các bác không một vết chày chuộa này, không một vết chày. Đấy, cũng đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Chất âm thì cũng cực kỳ là hay. Đấy, các bác cùng tham khảo ạ. Những con này là có nâu nớt nhá, có nâu nớt bằng nút vặn này các bác này. Đấy, tăng để tăng cho giải bát này. Đấy, để tăng cho giải bát nhá, các bác cùng tham khảo này. Mặt mũi thì cũng còn rất là đẹp, tất cả nguyên zin nguyên bản 100% luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, không một vết trời, không một vết trời. Đây này, em chưa có lau dọn vệ sinh gì nhưng mà lau dọn vệ sinh đi thì cũng bao xuất sắc cho các bác luôn đấy ạ. Và em quay tiếp ruột gan này, các bác cùng ngắm này. Để nguyên chất bãi luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, nguyên chất bãi này. Ruột gan thì đẹp miễn bàn rồi này. Các bác cùng ngắm ạ, còn nguyên bụi bông luôn. Đấy, đây mới gọi là nhật ạ. Đây mới gọi là bãi này, đây mới gọi là bãi này, còn nguyên bụi bông luôn. Chơi cho 4 con sò than sang ken 2 vít các bác nhá. 4 con sò than sang ken 2 vít này. Cục tăng phô này và hai tụ nọc nguồn này, các bác cùng ngắm này. Em còn để nguyên luôn. Đấy, chưa có lau dọn và thổi gì. Đấy, thổi đi thì sạch sẽ ngay nhưng mà đây em còn để nguyên chất mộc. Đấy, mộc mạc để gửi đến cho các bác này cho nó thực tế luôn. Đấy. Hàng chưa có lau dọn và chưa có spa. Đấy, các bác cùng tham khảo. Những con âm ni chất âm cực kỳ hay. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu thì còn rất là đẹp rồi. Tuyến hậu thì đẹp keng xe beng rồi. Đấy, các bác cùng tham khảo. Model của nó là Onkyo này, 817XD. Điện 100V, công suất là 210W các bác nhá. Các bác những con này thì các bác cũng có thể kẹp vang karaoke gia đình rất là tốt rồi. Model của đánh cho AB riêng biệt là từ 6 đến 16 nhá các bác nhá. Và đánh cho A cộng B là từ 12 đến 16 này. Các bác cùng tham khảo ạ. Và em quay lại này. Tất cả ruột gan thì bao zin 100% này. Và mặt mũi thì cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho con Onkyo 817XD. 817XD. Một mức giá là 3.500.000. Các bác xem và tham khảo. Những con âm ni tầm tiền rất là bình dân. Chất âm cực kỳ hay. Công suất thì cũng rất là khủng rồi. 210W là các bác có thể kẹp vang karaoke gia đình rất là tốt rồi. Những con này rồi. Và tiếp tục này là những con Onkyo mặt đen. Đấy, các bác cùng tham khảo. Mẫu đen của nó lại là 815RX các bác nhá. Kia là RS, còn đây là RX này. Đấy, các bác cùng tham khảo. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Cũng có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Các bác cùng tham khảo. Mặt mũi thì bao đẹp cho các bác xuất sắc luôn. Không một vết trời nhá, không một vết trời. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Không một vết trời, mặt mũi thì lau dọn đi thì cũng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, tất cả nguyên zin nguyên bản 100%. Và em quay mên vỉ này, nó còn quá đẹp luôn này, các bác cùng ngắm này, còn quá đẹp.
cục tăng phô này, hai tụ nọc nguồn, hai cục tăng phô luôn, một cục to và cục nhỏ này, hai tụ nọc nguồn các bác cùng ngắm ạ. Còn quá mới luôn. Còn mới xuất thùng sộp luôn, sắt xi thì còn quá mới ạ. Và chơi cho bốn con sò than xanh đen nhé các bác nhá, bốn con sò than cỡ lớn xanh đen của Toshiba. Đấy, của Toshiba. Chất âm cực kỳ hay. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm ạ. Tuyến hậu cũng còn mới chát chạt luôn đấy ạ. Các bác cùng ngắm này, còn quá mới luôn này, những cái chân loa này các bác cùng ngắm này. Đấy, cảm thấy là cái độ mới của nó cũng còn mới đến 90% rồi. Model của nó là Onkyo A815RX nhá. 815RX này, made in Japan này. Điện 100V, công suất là 145W các bác cùng tham khảo. Công suất 145W cũng kiểm soát tốt rồi các bác nhá. Và em quay lại này và chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho con 815RX. Đấy, một mức giá nó cực kỳ là giật mình luôn. Đấy, 2.500.000. 2.500.000 chưa bằng một bộ dàn của Onkyo các bác nhá. Đấy. Một bộ dàn có thể hơn 2 triệu nhưng mà cũng bằng giá con âm ly này, nhưng mà các bác mua những con âm ly này có thể chơi nó rất là thoải mái hơn là một bộ dàn. Đấy, các bác cùng tham khảo 2.500.000 cho con Onkyo 815RX. Đấy, các bác có thể chơi được rất nhiều loại loa. Và tiếp tục là những bộ combo 3 món rất là nhiều bác hỏi em này. Sony tiếp tục lại cập bến này. Model của nó là TA535 này. Giới là một con táp là TCU40 này. Giới là một con tuner ST535. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Những con này thì chất âm cực kỳ là hay rồi. Đấy, em dám cam kết với các bác là những con Sony này chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Đánh cho một cầu loa riêng biệt các bác nhá. Có tính năng low nớt chỉnh trên máy này. Mặt mũi thì cũng bao cho các bác đẹp keng xà beng luôn. Đấy, không một vết trời. Không một vết trời các bác nhá. Các bác cùng ngắm này. Và có hai cái đèn tia ở giữa này, rất là đều, không mất một cái bóng nào các bác nhá, không mất một cái bóng nào luôn. Và giới nó một con táp này. Cũng mặt mũi thì cũng bao cho các bác xuất sắc luôn. Đấy, cũng đang hoạt động bình thường, in thâu cũng không ù xì các bác nhá. In thâu không ù xì. Đấy. Cũng có hai cái đèn tia nằm ở giữa này, cũng đang hoạt động rất là tốt, cũng không mất một bóng nào luôn. Đấy, em dám cam kết với các bác là như thế. Đây là những cái vết băng dính các bác nhá, vết băng dính. Và giới nó một con tuner này, các bác cùng ngắm này. Một bộ combo 3 món quá đẹp luôn. Đấy, FM thì chơi đến 90 các bác nhá. Và AM chơi đến 1600 này. Tất cả cũng đang hoạt động bình thường. Và cũng có hai cái đèn tia này. Các bác cùng tham khảo này. Những bộ combo 3 món quá đẹp xuất sắc của Sony. Đấy, và em quay lại con âm ly này. Main vỉ thì bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, main vỉ thì còn quá đẹp này. Cục tăng phô rất là lớn luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, 15 đến 20 phân luôn. Và hai tụ nọc nguồn này. Các bác cùng ngắm ạ, hai tụ nọc nguồn này. Còn mới chát chạt luôn đấy ạ, main vỉ thì đẹp xuất sắc. Và chơi cho hai con sò than cỡ lớn các bác nhá, hai con sò than cỡ lớn này. Main vỉ thì cũng còn bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, sắt xi còn quá đẹp luôn này. Các bác cùng ngắm ạ, sắt xi còn quá đẹp luôn mà giá thì cũng chỉ nhỉnh 3 triệu một chút thôi. Đấy, các bác cùng tham khảo này, bộ combo 3 món này. Đấy, dây rắc em vừa cắm test đấy các bác nhá, vừa cắm test 3 món, hoạt động rất là trơn tru, rất là ok, chất âm cực kỳ hay. Đầu tiên là con Sony này. Model của nó là Sony TA535 này. Điện 100V, công suất là 90W. Đấy, 90W made in Japan ạ. Giới là một con táp này, Sony TCU40 này. Điện 100V, công suất 11W ạ. Và giới là một con tuner ST535. Điện 100V, công suất là 16W ạ. Công suất 16W này, công suất tiêu thụ đấy ạ. Cũng made in Japan. Đấy, các bác cùng ngắm này. Tuyến hậu sắt xi cũng còn quá đẹp luôn. Đấy, tuyến hông của cả 3 món này, các bác cùng ngắm ạ. Sắt xi thì miễn bàn rồi. Lớp vỏ không cũng đã đẹp rồi. Đấy, các bác cùng ngắm lại này. Và em chia sẻ cho các bác một bộ combo 3 món như thế này. Một mức giá là 3 triệu 500. 3 triệu 500 đấy, cho bộ 3 món của Sony các bác nhá. Chất âm cực kỳ hay. Đấy. Táp cũng hoạt động bình thường, in thâu không ù xì các bác nhá. Đấy, và con Sony cũng thế này. Đấy, chất âm ra cực kỳ là hay luôn. Và con tuner cũng bắt tần 90. FM thì đến 1600 này. Đấy, size của nó là size 42 các bác nhá. Size, quên em xin lỗi, size 43cm. Size 43cm. Đấy, các bác cùng tham khảo. Một mức giá là 3.500.000 cho một bộ combo 3 món như thế này. Đấy. Những bộ này thì em cũng không có bán lẻ các bác nhá, không có bán lẻ. Đấy, các bác rất cực kỳ thông cảm cho em. Đấy, các bác chốt thì nên chốt cả 3. Đấy, tại vì nó là một bộ combo. Các bác để trưng bày thì cũng rất là đẹp rồi. Đấy, hoài niệm những cái bộ Sony cổ này. Đấy, bộ Sony cổ. Đấy. Các bác cùng tham khảo ạ. Và cuối cùng là một con Technic này. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn.
gọi là chỉ là thu hồi cước thôi, thu hồi cước. Đấy, model của nó là SU8055. Đấy, tình trạng thì cũng bao cho các bác là mặt mũi không một vết chầy nhá. Đấy, có thiếu núm, núm các bác nhá, có thiếu núm này, có thiếu mất 4 núm, còn tất cả còn rất là đẹp luôn. Đấy, cũng đang hoạt động bình thường. Ở giữa cũng có hai cái đèn tia này, cũng còn rất là đều luôn, không mất một cái đèn nào. Có thiếu duy nhất là 4 cái núm này. Đấy, các bác cùng tham khảo. Cũng đánh cho một cầu loa và cũng có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Các bác cùng tham khảo. Những con âm ni giá tiền thì đúng là gọi là thu hồi vốn thôi, vừa bán vừa kỷ niệm các bác luôn đấy ạ. Các bác cũng ngắm bên vỉ này. Đấy, bên vỉ cũng còn quá đẹp luôn. Tình trạng thì cũng đang hoạt động bình thường. Cục tăng phô hai tụ nọc nguồn này và chơi cho hai con sò than cỡ lớn này, các bác cùng tham khảo này. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Tuyến hậu thì còn mới chát chạt luôn. Đấy, do vận chuyển nó đã rơi mất 4 cái núm này thì các bác phải cực kỳ thông cảm cho em chứ không phải là thế nọ thế kia. Đấy, model của nó là Technic SU8055 này. Điện 100V, công suất là 100W các bác nhá. Made in Japan này. Đánh cho một cầu loa là từ 6 đến 16 ohm. Đấy, các bác cùng tham khảo. Và hôm nay em chia sẻ cho các bác một con Technic SU8055. Đấy, thiếu mất 4 núm này. Đúng như video em đang quay đây. Một mức giá là 1 triệu đồng. Đấy, còn chưa đủ để thu hồi vốn. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Đấy, gọi là thanh lý, chia sẻ cho các bác để tham khảo và trải nghiệm thôi. Những con âm ni chất âm hay mà tầm tiền thì quá là rẻ rồi, quá là rẻ rồi. Các bác không thể mua ở đâu được những con âm ni giá chỉ có 1 triệu ạ. Để các bác xem và tham khảo ạ. Và tiếp tục là ba cặp loa này. Đầu tiên là những cặp Aurex SS220 này. Tiếp tục nhà em lại cập bến được những cặp loa này. Và hôm nay em cũng chia sẻ luôn cho các bác này. Đấy, một cái bát 20cm màng giấy gân da nơn đốt trúc và một tuyến tép, và một tuyến tép giấy các bác nhá. Một tuyến tép giấy đánh rất là hay luôn, chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Và một lỗ thở thông hơi phía đằng trước tầm khoảng 8cm. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Nguyên zin nguyên bản 100%, ê căng tem cờ đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, chiều cao của loa là 61cm, rộng 30 và sâu cả ê căng là 30cm. Đấy, loa rất là đẹp ạ. Loa thì nặng một lớp xi màu vàng này, các bác cùng ngắm ạ. Thùng vách thì vuông thành sắc cạnh. Đấy, bao cho các bác là xuất sắc luôn. Đấy, bao cho các bác là xuất sắc luôn này. Và em quay tiếp tuyến hậu. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu thì lớp sơn xi thì còn rất là mới luôn. Các bác cùng tham khảo này, sơn xi còn rất là mới nhá. Đây là cái vết vừa mới cọ vào thôi. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Các bác cùng tham khảo ạ. Nó còn tuyến hậu còn quá đẹp luôn. Và em quay tiếp tuyến hông này. Các bác cùng ngắm tuyến hông ạ. Tuyến hông thì cũng còn rất là mới luôn này. Đấy. Và em quay lại báo thông số và báo giá cho các bác. Model của nó là Aurex này, SS220, trở kháng 8 ohm này. Công suất đầu vào là 20W, công suất max là 40W, 80W cho cả cặp. Đấy, các bác nghe nhạc Boreno, những loại dòng nhạc xưa thì rất là hay rồi. Chất âm ra thì rất là tuyệt vời. Nghe tí tách thì đảm bảo là mê ngay đấy ạ. Và hôm nay em cũng thanh lý, gọi là chia sẻ những ngày đầu tháng cho các bác những cặp loa này. Một mức giá là 2 triệu đồng. Đấy, các bác cùng tham khảo. Ê căng tem cờ đầy đủ, bao zin toàn tập cho các bác luôn. Đấy, loa thì bao sạch sẽ, vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Và tiếp tục là những cặp Yamaha này. Model của nó là NS351. Sở hữu một cái bát 20cm, màng giấy gân vải nhuộm nguyên zin các bác nhá. Màng giấy gân vải nhuộm nguyên zin. Và giới là một cái bát cộng hưởng cũng là rộng 20cm, gân vải nhuộm nguyên zin các bác nhá. Và một tuyến tép giấy này, một vi tinh chỉnh cho giải cao phía đằng trước này. Ê căng tem cờ cũng đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Loa rất là đẹp luôn, thùng vách thì vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Chiều cao của loa là 70.5cm các bác nhá. Rộng 34 và sâu cả ê căng là 32cm. Loa thì chất âm cực kỳ hay cho những dòng từ Anico này các bác nhá. Cái dòng từ Anico. Và em quay tiếp tuyến hông này. Được nặng một lớp xi màu đen. Các bác cùng ngắm ạ. Lớp xi màu đen. Còn quá đẹp luôn. Thùng vách thì vuông thành sắc cạnh. Không có bể nở sứt sẹo gì này. Các bác cùng tham khảo. Và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu của cả cặp này. Cũng rất là đẹp ạ. Tuyến hậu thì cũng còn rất là đẹp này. Các bác cùng ngắm sơn xi cũng còn rất là mới luôn. Và tiếp tục là tuyến hông ạ. Các bác cùng ngắm tuyến hông này. Tuyến hông hoa cũng còn rất là đẹp ạ. Vuông thành sắc cạnh, không có bể nở sứt sẹo gì. Góc cạnh thì nói chung nào còn rất là vuông luôn đấy ạ.
Và em quay lại báo thông số, báo giá cho các bác. Model của nó là Yamaha NS351 trở kháng 8 ohm. Công suất đầu vào là 25W, công suất max là 50W. Cũng là made in Japan, 100W cho cả cặp để các bác cùng tham khảo. Và hôm nay cũng là ngày mùng 2 đầu tháng, em cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho cặp Yamaha NS351 đấy. Một mức giá là 2 triệu đồng. Noa thì cũng bao đẹp bao zin cho các bác luôn. Thùng vách thì vuông thành sắc cạnh đấy. Không phải noa chia sẻ tri ân mà là noa xấu, mà là tri ân mà phải đẹp, mà phải zin các bác nhá. Đấy, các bác cùng tham khảo ạ. Và tiếp tục là những bộ Chio này. Model của nó là ZN8800. Đấy, ZN8800. Một cái bát 25cm màng giấy gân vải nhuộm nguyên zin này các bác cùng ngắm ạ. Còn rất là mềm, những con này thì đảm bảo với các bác là chất âm cực kỳ là hay luôn. Và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy và ba lỗ thở thông hơi trên một thùng phía đằng trước tầm khoảng 4cm các bác nhá. Đấy, các bác cùng ngắm này, tuyến noa còn quá đẹp quá mới luôn. Đấy. Các bác cùng tham khảo này. Đúng như trên video em quay luôn. Đấy, noa còn quá đẹp quá mới, thùng vách thì miễn bàn rồi. Thùng vách thì bao cho các bác đẹp xuất sắc từ góc cạnh luôn. Và em quay tiếp tuyến hông này. Các bác cùng ngắm tuyến hông ạ. Tuyến hông thì cũng vuông thành sắc cạnh luôn, không có bể nở sứt sẹo gì. Các bác cùng tham khảo này. Đấy, em quay từ trên xuống dưới cho các bác tham khảo. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Còn một tờ giấy khai sinh các bác nhá, còn một tờ giấy khai sinh của noa nhá. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Tuyến hậu thì còn quá mới, quá đẹp luôn đấy ạ. Và tiếp tuyến hông để cho các bác tham khảo. Quay đủ 4 mặt cho các bác luôn, chi tiết từng góc cạnh. Chi tiết từng góc cạnh. Đấy, noa nhà em đã nói không với noa xấu các bác nhá. Nói không với noa xấu. Chỉ có noa đẹp và rẻ thôi, đẹp và rẻ. Model của nó là ZN8800 các bác nhá. ZN8800 trở kháng là 8 ohm này. Độ nhạy là 93 decibel, giải tần từ 40Hz đến 20.000Hz các bác nhá. Cân nặng là 17kg cho một quả. Công suất là từ 60 công suất đầu vào và 90W là công suất max các bác nhé. 180W cho cả cặp. Đấy, các bác cùng tham khảo. Và em quay lại này, báo giá cho các bác con Chio ZN8800. 8800 sở hữu bát 25, màng giấy gân vải nộ nguyên zin và một tuyến trung giấy và một tuyến tép giấy này. Chất âm cực kỳ hay rồi. Và hôm nay ngày đầu tháng em chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho cặp noa ZN8800, một mức giá là 3 triệu đồng. Các bác xem và tham khảo. Một mức giá không ở mua ở đâu được. Một mức giá các bác không mua ở đâu được những cặp noa như thế này rồi. Đấy, các bác cùng tham khảo ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video, hẹn các bác vào những cái video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.